Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin được kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau và thậm chí với mỗi một người thì cũng có những biến động khác nhau. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần, chồng chất, nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng họ không bao giờ trả hết nợ trong cuộc đời này. Vì cứ hết cái này thì lại đến cái khác, hết cái này thì lại cái khác xuất hiện. Tiền bạc luôn là vấn đề chính khiến cho những người này phải đau đầu, khổ tâm, khổ trí. Nhưng những gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 hãy yên tâm, đó chỉ là cái nghèo khổ nhất thời mà thôi. Chứ trong tháng 2 âm lịch này, thế nào bạn cũng trả hết nợ nần và không bao giờ phải đau đầu vì tiền giống như trước đó nữa. Nợ mấy cũng trả hết, đã thế lại còn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang khá giả, dư giả về tiền bạc trong tháng 2 âm lịch này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đầy nhà. Tuổi Canh Ngọ trong tháng 2 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo nợ nần đến mấy cũng sẽ trả sạch, đổi vận giàu sang nhờ phúc phận để bất ngờ. Và trước khi tìm hiểu nội dung chi tiết mà chúng tôi vừa mới dự báo ở trên thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông để có thể không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mà chúng tôi truyền tải cho quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 mệnh lộ bàng thổ, có tấm lòng lương thiện hay giúp đỡ người khác. Họ sống ngay thẳng chân thật và cũng thường giúp đỡ mọi người nên được bạn bè quý mến. Tuy nhiên, họ có một nhược điểm chí mạng, đó là ăn nói không khéo léo, dễ làm phật lòng người khác lúc nào mà không hề hay biết. Họ hợp với người cùng lứa tuổi hơn là những người lớn tuổi. Người tuổi Canh Ngọ không phải là người khéo léo, không thích hợp với các hoạt động đầu tư, ngoại giao, nên an phận để con đường tài lộc được bình ổn. Tất cả những kế hoạch đã lên, họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Điều đó khiến cho cấp trên rất ưng ý. Xem vận mệnh của người tuổi Canh Ngọ thì cơ hội thăng tiến của con giáp này vô cùng rộng mở. Do tính cách của người tuổi Canh Ngọ không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, dù là đã bị phê bình nhưng họ cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần. Khi những người khác bận rộn với đủ nỗi lo thì họ vẫn giữ được vẻ thong dong, tưởng chừng như chẳng có gì khiến họ quan tâm. Kỳ thực, họ là người biết mình muốn gì, họ chỉ quan tâm và đạt được mục đích, còn những việc khác hoàn toàn không phải là thứ họ bận tâm. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sinh năm 1990 tổng thể phát triển ổn định. Trong tháng, bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của bất kỳ ai. Ngoài ra làm việc gì bạn cũng cần phải cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành chiếm đoạt của người khác, nếu không thì dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của người tuổi này về cơ bản là hài hòa. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Quý Âm Thủy nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Canh Ngọ, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt. Tài lộc sẽ tới, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 2 âm lịch, tuy có quý nhân trợ lực, song tuổi Canh Ngọ sẽ phải đối mặt với một số biến động trong chuyện công việc. Gia chủ dễ phạm sai lầm, tự mang tai vạ cho bản thân vì sự cẩu thả và chủ quan. Hơn nữa, vì làm việc tùy hứng, thiếu tính kỷ luật. Sự hăng hái ban đầu dễ mất đi, cho nên công việc cũng chỉ có kết quả nửa vời, khó đạt được thành công. Khi đó bạn sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian để giải quyết mớ rắc rối do chính mình gây ra. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, mình đang ở đâu và cần phải làm gì. Nếu bạn muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải là thời cơ tốt. Bạn sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng nỗ lực của bản thân cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến quyết định sai lầm. Mặc dù công việc không quá thuận lợi, nhưng bạn có cơ hội tiếp xúc với nhiều hạng mục công việc mới. Điều đó là tiền đề phát triển, tạo những cơ hội bứt phá sau này cho bản thân. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân.
dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Ngọ để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tuổi Canh Ngọ tháng 2 âm lịch, tài lộc là một trong những điểm sáng của con giáp này. Đặc biệt là với người làm kinh doanh, bạn dễ dàng thu về những khoản lợi không nhỏ nhờ có kế hoạch tiếp thị, đa dạng hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và khách hàng. Tuy nhiên, tài chính rủng rỉnh đồng nghĩa với việc mức chi tiêu của mệnh chủ cũng càng tăng thêm. Nói cách khác, tháng này người tuổi Canh Ngọ vừa có thể kiếm tiền lại vừa chi tiêu khá nhiều. Ngoài ra, việc kiếm tiền không hề dễ dàng, ngược lại bản mệnh phải vất vả, hao tổn nhiều công sức mới đạt được mục tiêu tài chính của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này, người tuổi Canh Ngọ hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh thì bạn phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại mà thôi, vì những gì bạn làm ngày hôm nay cũng được xem là nhân quả trong tương lai. Gia chủ cần phải đề phòng các bệnh về tim, não, máu và đường tiêu hóa, bởi những cơ quan này đang ẩn chứa nhiều nguy cơ mà bạn không lường trước được. Ngoài ra, trong năm cũng cần phải chú ý tĩnh dưỡng, giải tỏa cảm xúc thích hợp, chớ nên để tinh thần căng thẳng trong thời gian dài, cũng không nên đi đến những nơi lộng gió để tránh các chứng cảm mạo phong hàn. Một chế độ sinh hoạt khoa học, tập thể dục thường xuyên và kết hợp với thái độ sống khiêm tốn, không so đo hơn thua với người khác sẽ giúp bạn giữ được nền tảng thể chất khỏe mạnh. Các quý gia chủ tuổi Canh Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 2 âm lịch không hoàn toàn lý tưởng đối với đường tình duyên của tuổi Canh Ngọ. Bạn có tương đối ít cơ hội về tình cảm, mọi thứ dậm chân tại chỗ và khó có được bước đột phá như ý muốn. Mặc dù đào hoa khá vượng, nhưng riêng nữ mệnh có thể dễ gặp phải vận đào hoa xấu hoặc cảm thấy phiền lòng với sự đeo bám, theo đuổi quá mức nhiệt tình của người mà mình không có tình cảm. Lời khuyên cho bạn, dù không thích bạn cũng nên lựa lời phù hợp để từ chối khéo léo, tránh quá mức thẳng thừng sẽ gây phản tác dụng. Với năm mạng, cơ hội tình cảm nhìn hơn một chút, nhưng cũng cần phải dành thêm thời gian suy nghĩ về tình cảm thật sự của mình, chớ nên vội vã đưa ra quyết định chỉ vì cô đơn, bởi như vậy là không công bằng cho cả hai. Với những ai đã kết hôn, gia đạo có phần bất ổn, nhưng ở mức độ tiểu hung, sẽ có những xáo trộn xảy ra đòi hỏi các thành viên học cách thích ứng càng nhanh càng tốt, cùng nhau san sẻ để vượt qua thời gian khó khăn thì mọi chuyện không có gì đáng ngại. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Canh Ngọ trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức ngày 12 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 2 năm 2022, tức ngày 24 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng.
Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Ngọ trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày 7 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 2 năm 2022, tức ngày 19 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù lông tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn, hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi tuổi Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 2 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Ngọ sinh năm 1990. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 2 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và chào. Xin chúc cho quý vị luôn gặp được may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.